Xin chào tất cả mọi người và lại là mình đây, Daisy. Ngày hôm nay mình tiếp tục mang đến một thông tin về thuốc, đó chính là Atenolol, một loại thuốc huyết áp và chống đau thắt ngực thường được chỉ định trong điều trị. Video của chúng mình hôm nay sẽ bao gồm các mô tả chung về Atenolol, các thông tin chỉ định, chống chỉ định và tác dụng phụ khi sử dụng Atenolol. Sau đó chúng mình sẽ đi sâu hơn các thông tin về dược lực học và cơ chế tác dụng của thuốc, cũng như liều lượng đối với từng bệnh trong việc sử dụng Atenolol trong điều trị. Và cuối cùng là những lưu ý khi sử dụng Atenolol trên các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai hay người đang cho con bú. Nào, cùng chúng mình bắt đầu thôi! Atenolol là một loại thuốc chặn beta bảo vệ tim được sử dụng trong nhiều bệnh lý tim mạch. Thuốc chặn beta trở nên phổ biến trong sử dụng lâm sàng nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim và tăng huyết áp trong những năm 1960. Sau đó, chúng tiếp tục được nghiên cứu để sử dụng trong bệnh suy tim trong suốt những năm 70 cho đến 80 của thế kỷ 20. Atenolol đã được chấp thuận của FDA vào tháng 9 năm 1981. Việc chỉ định Atenolol được chỉ định trong điều trị tăng huyết áp đơn thuần kết hợp với các thuốc hạ huyết áp khác, điều trị cơn đau thắt ngực liên quan đến xơ vữa động mạch vành, nhồi máu cơ tim cấp ở những bệnh nhân ổn định về huyết động với nhịp tim trên 50 nhịp một phút và huyết áp tâm thu trên 100mg thủy ngân. Ngoài ra, Atenolol còn sử dụng để phòng ngừa thứ phát nhồi máu cơ tim trong điều trị suy tim, rung nhĩ, nhịp tim nhanh trên thất, rối loạn nhịp thất như QT dày bẩm sinh và bệnh cơ tim thất phải loạn nhịp, nhiễm độc giáp kết hợp với methiazone, dự phòng chứng đau nửa đầu và kiểm soát cai nghiện rượu. Về chống chỉ định thì không sử dụng Atenolol trong trường hợp quá mẫn với thuốc hoặc bất kỳ thành phần nào khác trong công thức, bệnh nhân bị nhịp chậm xoang hay khối tim lớn hơn độ 1, ngoại trừ những bệnh nhân có máy tạo nhịp nhân tạo đang hoạt động. Không sử dụng Atenolol khi bệnh nhân sốc tim, suy tim mất bù, huyết áp thấp, rối loạn động mạch ngoại vi nghiêm trọng, gây mê với các tác nhân tạo ra suy nhược cơ tim, phenochromocytoma trong trường hợp không có thuốc phong tỏa alpha, nhiễm toàn chuyển hóa. Về tác dụng phụ, các tác dụng phụ phổ biến của Atenolol bao gồm có nhìn mờ, tay hoặc chân lạnh, lú lẫn, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu hoặc choáng váng khi đột ngột đứng dậy từ tư thế nằm hoặc ngồi, hụt hơi, đổ mồ hôi, tức ngực, mệt mỏi hoặc suy nhược bất thường và cuối cùng đó là thở khò khè. Đi sâu hơn về các thông tin chuyên ngành liên quan đến Atenolol. Về dược lực học thì Atenolol là một thuốc chặn beta chọn lọc tim mạch và do đó có tác dụng hầu hết đối với tim. Nó hoạt động như một chất đối kháng giao cảm và ngăn ngừa sự gia tăng nhịp tim, độ giãn điện và co bóp ở tim do tăng giải phóng norepinephrine từ hệ thống thần kinh ngoại vi. Atenolol duy trì tạo ra các hiệu ứng thần kinh trung ương tương tự như các thuốc chặn beta khác, nhưng ở mức độ thấp hơn do giảm khả năng vượt qua hàng rào máu não. Nó có khả năng gây ra mệt mỏi, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ như ác mộng hoặc là mất ngủ. Các cơ chế chính xác đằng sau những điều này vẫn chưa được mô tả. Thuốc không giống như các loại thuốc chặn beta khác, nó không có hoạt tính thần kinh giao cảm hoặc ổn định màng nội tại, cũng như không tạo ra những thay đổi trong kiểm soát đường huyết. Về cơ chế tác dụng thì Atenolol là một thuốc chặn beta chọn lọc trên tim. Nó liên kết chọn lọc với thụ thể beta 1 adrenergic như một chất đối kháng gấp 26 lần so với thụ thể beta 2 trong mô tim.
một số liên kết với thụ thể beta 2 và có thể là beta 3 vẫn có thể xảy ra ở liều điều trị, nhưng tác dụng qua trung gian đối kháng với các thụ thể này giảm đáng kể. Các thụ thể beta 1 và beta 2 được ghép đôi với GS, do đó sự đối kháng sự hoạt hóa của chúng sẽ làm giảm hoạt động của adenine, Sila và tín hiệu xuôi dòng của nó thông qua cyclic adenosine monophosphate và protein kinase A. Trong tế bào cơ tim, protein kinase A được cho là trung gian kích hoạt các gen canxi loại L và các loại thụ thể ryanodin thông qua quá trình phosphorin hóa của chúng. Gen canxi loại L sau đó có thể cung cấp sự gia tăng ban đầu canxi nội bào và kích hoạt các thụ thể ryanodin để giải phóng canxi được lưu trữ dưới dạng cơ chất và tăng sức co bóp. Protein kinase cũng đóng góp một vai trò trong việc ngừng co thắt bằng cách phosphorin hóa phospholamban, do đó làm tăng ái lực của estrogen canxi 2 cộng AT3 để tăng tái hấp thu canxi vào các cơ chất. Nó cũng phosphorin hóa troponin 1 để giảm ái lực của protein với canxi. Và cả hai sự kiện này đều sẽ dẫn tới giảm co bóp tim trong khi kết hợp với tăng co ban đầu. Thời gian bán thải của atenolol là từ 6 cho tới 7 giờ. Về liều lượng điều trị, trong điều trị tăng huyết áp thì liều khởi đầu của atenolol là 50mg uống một lần một ngày ở người lớn và duy trì ở mức 50-100mg uống một ngày. Trong khi đó, đối với trẻ em nên xem xét liều bắt đầu từ 25mg một lần một ngày. Đây cũng là liều lượng trong điều trị dự phòng đau thắt ngực. Và cần phải lưu ý chỉ nên tăng liều trong điều trị dự phòng đau thắt ngực nếu như sau 7 ngày uống mà không có hiệu quả. Trong điều trị nhồi máu cơ tim, liều lượng atenolol sử dụng sẽ là 50mg uống 2 lần một ngày hoặc 100mg uống 1 lần một ngày. Về tương tác thuốc thì atenolol có tương tác và làm giảm catecholamine, ví dụ như respirin, có thể tác dụng phụ hạ huyết áp và tăng nhịp tim chậm rõ rệt, có thể gây chóng mặt, ngất hoặc hạ huyết áp tư thế. Ngoài ra, atenolol còn tương tác với các thuốc chặn gen canxi như disopyramide. Đây là một loại thuốc chống loạn nhịp tim loại 1 với tác dụng co bóp và chronotropic âm tính mạnh. Disopyramide có liên quan đến nhịp tim chậm nghiêm trọng, chứng vô tâm thu và suy tim khi dùng chung với các thuốc chặn beta nói chung. Amiodarone là một chất chống loạn nhịp tim có đặc tính chronotropic âm tính và có thể hiệp đồng tác dụng với thuốc chặn beta. Nhìn chung, các thuốc chặn beta có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tăng huyết áp hồi phục và có thể xảy ra sau khi ngừng colonidin. Nếu hai loại thuốc này được dùng chung thì thuốc chặn beta nên rút vài ngày trước khi ngừng dần colonidin. Và nếu thay thế colonidin bằng liệu pháp chặn beta thì nên trì hoãn việc đưa thuốc chặn beta vào vài ngày sau khi ngừng dùng colonidin. Sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế tổng hợp prostaglandin, ví dụ như là indomethacin, cũng có thể làm giảm tác dụng hạ huyết áp của thuốc chặn beta. Và thông tin về việc sử dụng đồng thời atenolol và aspirin hiện tại cũng bị hạn chế. Cả digitolic glycoside và beta blocker đều làm chậm dẫn truyền nhĩ thất và giảm nhịp tim, do đó sử dụng đồng thời có thể làm tăng nguy cơ nhịp tim chậm. Một lưu ý tiếp theo đó là atenolol là một loại thuốc được phân loại D các loại thuốc sử dụng trong thai kỳ. Điều này có nghĩa là nó không có tác dụng phụ đối với khả năng sinh sản được bào thai quan sát ở chuột đực hoặc chuột cái. Sau khi nhận liều là 200mg trên 1kg ngày, tương đương với 200 lần liều tối đa ở con người. Tuy nhiên, atenolol được biết là đi qua nhau thai và thai nhi khi tiếp xúc với thuốc là được báo cáo có một lượng nhỏ ảnh hưởng tới tuổi của thai, và sự hấp thu của phôi thai đã được quan sát thấy ở chuột với liều 50mg trên kg một ngày
gấp 50 lần liều tối đa của con người, nhưng không thấy ở thỏ với liều 25mg trên kg một ngày. Và ở phụ nữ cho con bú thì atenolol có xuất hiện trong sữa mẹ với tỷ lệ là 1,5 cho tới 6,5 so với nồng độ trong huyết tương, và người ta ước tính rằng mức độ phơi nhiễm ở trẻ sơ sinh xảy ra ở mức từ 5,7 cho tới 19,2% liều lượng điều chỉnh theo cân nặng của mẹ. Và các ảnh hưởng ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra bao gồm như nhịp tim chậm hay hạ thân nhiệt và thậm chí là hôn mê. Và cuối cùng đi lại những cái kết luận đáng lưu ý nhất về atenolol, đó là đây là một thuốc chặn beta bảo vệ tim và được sử dụng trong nhiều bệnh lý tim mạch. Thuốc trở nên phổ biến trong sử dụng lâm sàng khi điều trị nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim cũng như trong điều trị tăng huyết áp. Tin mà chúng mình đã sưu tập được về atenolol. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe cho Hair Info để tiếp tục cập nhật thêm những thông tin hữu ích mới về thuốc. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.